con mắt ớt, mình cắm cái sợi dây đen với đen, đỏ với đỏ, rồi để nắp lại. Rồi mình chui cái con này, mình chui vào bên trong, mình chui xong rồi mình sẽ mang giày sau nha. Rồi người nào chui vào trong. Rồi mình sẽ kéo đi kéo lại. Từ từ bơm nó sẽ căng lên.